Trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp và số lượng người phải cách ly đông, nhiều địa phương đã bố trí tìm nguồn hỗ trợ và bỏ quy định thu phí những người cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ bố trí hơn 1 tỷ đồng dùng vào việc hỗ trợ người dân Quảng Nam từ các tỉnh thành có dịch về quê đợt này và bị đưa đi cách ly tập trung. Mục đích là giúp người dân có chỗ ở, nhu yếu phẩm và xét nghiệm miễn phí. Trước đó, ngày 31 tháng 3, tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về việc cách ly tập trung có thu phí người về từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hải Phòng, nhà chức trách cho hay thành phố cũng đã bỏ quy định người cách ly tập trung phải tự trả phí dịch vụ. Hiện Hải Phòng quy định người dân phải xin giấy phép xác nhận cho phương tiện ra ngoài thành phố từ chủ tịch quận, huyện nơi cư trú, khi quay về sẽ phải cách ly tập trung. Nhà chức trách Đà Nẵng cũng thông báo không thu phí cách ly tập trung đối với người về từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự sử dụng kinh phí của đơn vị và từ các nguồn hợp pháp để phục vụ ăn uống, sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho người cách ly, kịp thời xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện.